Từ thói quen cũng như biện pháp sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, nhiều gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không chỉ giảm được chi phí tiền điện mà còn góp phần chống quá tải cục bộ cho lưới điện, nhất là mỗi khi cao điểm nắng nóng diễn ra. Vợ chồng anh Trung và chị Nhung chuyên kinh doanh đồ ăn sáng và bán nước tại khu vực ngã tư cầu Treo, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Để bảo quản chất lượng đồ uống và thực phẩm, anh chị phải dùng tủ bảo ôn. Anh Trung thường xuyên vệ sinh, răng tủ bảo ôn để đảm bảo bề mặt tiếp xúc giữa cửa tủ và thành tủ luôn kín, không thoát nhiệt ra ngoài gây tốn điện. Một việc làm tưởng chừng rất nhỏ nhưng cũng có phần tiết kiệm điện. Nhiều khi mình muốn tiết kiệm điện, mình bật điều hòa tầm 1 tiếng. Mình mát thì mình sẽ tắt đi. Xong khi mà đi ra ngoài mà vẫn còn hơi ấy, thì mình nên đóng cửa lại. Là nhân viên nhà hàng, chị Tiên luôn có ý thức sử dụng thiết bị điện một cách khoa học và hợp lý. Thường xuyên lau cửa kính không chỉ tạo sự sang trọng, sạch sẽ mà còn đón ánh sáng lọt vào nhà hàng nhiều nhất, giúp tiết giảm việc sử dụng đèn điện. Ví dụ như là không có khách thì bọn em sẽ tắt hết tất cả các thiết bị điện mà không cần thiết, sẽ dùng những ánh sáng tự nhiên để vào phòng. Còn khi nào mà có khách thì bọn em mới dùng các thiết bị điện như là ánh sáng rồi điều hòa, sử dụng theo nhu cầu của khách hàng. Theo tính toán, với thói quen sử dụng điện tiết kiệm như của gia đình anh Trung hay nhà hàng Thiên Đức thì trung bình giảm được từ 3 đến 5% lượng điện tiêu thụ trên tháng. Mặc dù lượng tiết kiệm điện chưa thật lớn nhưng tích tiểu thành đại, nếu ai cũng có ý thức sử dụng điện như vậy thì tổng lượng điện tiết kiệm được sẽ không hề nhỏ. Còn doanh nghiệp này luôn xác định các yếu tố quan trọng tác động đến việc tiết kiệm điện năng là sự đồng bộ giữa công nghệ, thiết bị hiện đại và quy trình vận hành của người sử dụng. Nhập hoàn toàn một số máy móc thiết bị tiên tiến nhất và hai của bên Nhật Bản và bên Đức để làm sao cho phù hợp. Một cái thứ nhất để nâng cao cái hiệu suất về lao động và cũng tiết kiệm nhất về cái chi phí về điện, làm sao chia những các cái phụ tải nó tách bạch nó ra để làm sao có nên phù hợp. Nóng bức thì có thể là chúng tôi sẽ thay đổi về vấn đề cái phụ tải, chuyển cái phụ tải làm sao để cho phù hợp nhất và tiết kiệm điện. Những trường hợp nêu trên cho thấy việc tiết kiệm điện xuất phát từ những hành động nhỏ nhất cho đến những giải pháp đồng bộ hiện đại. Qua đó sẽ hình thành những thói quen để tiết giảm lượng điện sử dụng, không chỉ giúp tiết giảm chi phí mà còn tránh quá tải cho lưới điện.